là đô thị loại 1, hạ tầng giao thông tại thành phố Vũng Tàu được đầu tư tương xứng, phù hợp với quy chuẩn. Không chỉ hoàn thiện, kết nối thông suốt, những tuyến đường ở thành phố Vũng Tàu được đầu tư chăm chút đa dạng về cảnh quan là niềm tự hào của người dân địa phương, là ấn tượng sâu sắc của du khách khi đến với thành phố biển xinh đẹp này. So với các địa phương trong tỉnh, hạ tầng giao thông ở thành phố Vũng Tàu được quan tâm đầu tư sớm nhất. Ngay từ khi vùng đất này được chọn là khu nghỉ dưỡng và hậu cứ quân sự của bộ máy cai trị thời Pháp thuộc. Đất nước hòa bình, Vũng Tàu giữ vai trò trung tâm kinh tế, văn hóa, thể thao của một tỉnh, trung tâm công nghiệp dầu khí quốc gia, trung tâm du lịch biển là một trong những đô thị dẫn đầu cả nước về thu nhập bình quân đầu người. Kinh tế phát triển giúp thành phố có đủ nguồn lực để phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị, đưa diện mạo của Vũng Tàu thay đổi từng ngày. Giao thông kết nối tiếp tục được ưu tiên đầu tư, trong đó phát triển mạnh nhất là trục đường bộ. Với những thành tựu đạt được trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, thành phố Vũng Tàu được công nhận đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh năm 1999, đô thị loại 1 vào năm 2013. Năm 2021, thành phố Vũng Tàu vinh dự đón nhận danh hiệu Thành phố du lịch sạch ASEAN. Đây là giải thưởng cao quý của ASEAN, góp phần tôn vinh và phát triển thương hiệu của những thành phố là địa phương có du lịch dịch vụ chất lượng cao trong khu vực. Đóng góp vào quá trình này có vai trò không nhỏ của hạ tầng giao thông. Ngày đó thì đường xá một là chật hẹp, vì hè không có, tên đường thì lộn xộn, mà những con đường xa xa ở cái khu vực trung tâm thì heo hút cũng có đường, nhưng mà đường mòn, đường nhỏ, đường hẹp và không có tên. Có lẽ chỉ tập trung là khu vực ở ngoài bãi trước, chứ còn ở các cái nơi khác vẫn có. Bây giờ thì khác hẳn, đường xá rất đẹp, khang trang và khác hẳn, đô thị hóa rất nhanh và hoàn toàn khác hẳn, một trời một vực luôn. Đến nay, thành phố Vũng Tàu đã cơ bản hoàn thành hệ thống đường trục ngang, trục dọc kết nối toàn địa bàn với 275 tuyến đường đô thị, tổng chiều dài 253 km, 1.209 tuyến hẻm, tổng chiều dài 196 km. Chưa được mệnh danh là thành phố hoa, nhưng ở Vũng Tàu cũng có rất nhiều con đường hoa. Đường 3 tháng 2, một trong ba cửa ngõ vào thành phố, đón du khách với những mảng xanh mát mắt và rực rỡ của nhiều loài hoa quanh năm khoe sắc. Được xây dựng từ năm 2000 và chỉnh trang nâng cấp vào năm 2012, tuyến đường dài 12 km này còn được nhiều người dân địa phương gọi là đường hoa. Bởi lẽ, dọc theo tuyến đường, mảng xanh, cây xanh và các loài hoa được trồng đan xen, điểm xuyết và tôn tạo nhau ở nhiều tầng. Cây xanh có muôn hoa đào, me tây, sao đen, Osaka, gừa. Bông có hoa giấy, huỳnh liên, kim phượng, dâm bụt. Cây tạo hình có cây dương, gừa, cây dây leo, có thằng lằn. Chỉ cần đi đến cung đường 3 tháng 2 của Vũng Tàu thôi ấy, thì đã cảm nhận những điều rất là khác rồi. Sự sạch sẽ này, đẹp này, bình yên này, đến với thành phố biển. Giống như là mình bước vào một cái thành phố yên bình hơn, hạnh phúc hơn và mang lại cái cảm giác bình an hơn cho tất cả mọi người. Bạn bè mình đến đây á, nếu mà cho đánh giá là thích nhất cái gì ấy, ngoài biển ra thì các bạn rất thích những cung đường ở Vũng Tàu. Hình như là những con đường ở Vũng Tàu tạo nên dấu ấn cho tất cả những du khách đến đây. Mọi người yêu Vũng Tàu, yêu biển Vũng Tàu và yêu thêm những con đường ở Vũng Tàu nữa. Đường ven biển là một trong những điểm nhấn của thành phố Vũng Tàu. Sau khi được đầu tư, con đường này trở thành một trong những con đường đẹp nhất Việt Nam. Ngược thời gian trở về thời điểm tái thành lập tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 1991, đường ven biển của Vũng Tàu chỉ mới có đoạn Hạ Long. Đây cũng là tuyến đường đẹp nhất ở Vũng Tàu lúc bấy giờ. Tiếng là đường đẹp nhất, nhưng trong 3,8 km chiều dài, chỉ có khoảng gần 800 m mặt đường trắng nhựa là khá tốt. Còn lại là đường đá dâm, ổ gà gồ ghề, lồi lõm. Mặt khác, đường chỉ có 2 chiều.
vừa cho mưa đã ngập. Ngày nay, tuyến đường ven biển kết nối các tuyến Thùy Vân, Hạ Long, Quang Trung, Trần Phú có chiều dài 20 km, bắt đầu từ bãi biển Paradise, khu vực bãi sau, qua bãi dứa, về đến bãi trước và ôm chân núi lớn ra bãi châu. Tuyến đường đã từng đạt danh hiệu đường đẹp nhất Việt Nam vào năm 2001. Ven theo con đường này, du khách có thể trải nghiệm tắm biển tại các bãi tắm, cũng như tham quan nhiều danh thắng nổi tiếng, tượng Chúa Giang Tây, Bạch Dinh, tượng Đức Mẹ Bãi Châu, Thích Ca Phật Đài. Một bên là núi, một bên là biển, lại thêm những dàn hoa giấy, cứ càng nắng càng nở bung rực rỡ. Đường ven biển có rất nhiều điểm check-in ấn tượng cho du khách. Em thấy là con đường ấn tượng đối với em nhất là đường Trần Phú. Theo cảm nhận thì con đường này là có rất nhiều hoa giấy, view bờ biển, dọc bờ biển rất là đẹp. Thật tuyệt vời, nhất là con đường mà dọc theo bên biển, rất tuyệt vời. Một bên là núi, một bên là biển. Không chỉ có hoa giấy trên tuyến đường này, vào mỗi dịp xuân về là mùa của hoa đổ mai. Khi tiết xuân vừa chớm, đổ mai nở rộp triền núi dọc theo cung đường ven biển, là cảnh sắc khó quên đối với cả người dân địa phương và du khách. Loài hoa này chỉ nở một lần trong năm, nên người dân và du khách thường chờ đợi mùa xuân đến để tới đây check-in, mang về những tấm ảnh đẹp và cũng khá độc đáo. Mình là người dân Vũng Tàu thì mình biết là cái hoa đổ mai này nó sẽ nở vào cái mùa xuân. Hôm nay là đến để chụp cái bộ ảnh ở cái vườn hoa đổ mai này. Vườn đổ mai ở đây rất là đẹp, là kết quả rất hài lòng. Thì về mùa xuân á, thì tôi cũng thường đi săn những cái bức ảnh hoa anh đào. Bữa nay tôi rất cảm hứng là lên đây để săn những cái hoa anh đào rất đẹp, rất đẹp. Nói chung là tôi sáng tác ra cũng có vài tấm tôi rất là ưng ý. Vũng Tàu có hai ngọn núi, tên gọi Tao Phùng và Tương Kỳ mà người dân địa phương thường gọi một cách gần gũi là núi lớn và núi nhỏ. Trên đỉnh núi Tao Phùng có một ngọn hải đăng, là ngọn hải đăng cổ nhất trong số 79 hải đăng trải dài khắp đất nước. Đây là một trong những điểm đến được yêu thích nhất của người dân địa phương và du khách. Được yêu thích không chỉ vì ngọn hải đăng mà còn vì cảnh sắc của tuyến đường dẫn lên hải đăng. Sau Tết, mùa bông gòn nở, đường lên hải đăng khoác lên mình một chiếc áo khác biệt hẳn với những mùa khác trong năm. Những trái gòn từ màu xanh, dưới nắng hanh chuyển sang màu của đất, vỏ tách ra để lộ thớ gòn màu trắng sữa bên trong và bay lả tả khi cơn gió thoảng qua. Khách lên hải đăng mùa tháng 4, tháng 5 có lúc cảm giác như mình đi trong bồng bềnh của mây. Sống đây lâu rồi mà không biết bông gòn nó tết từ bao giờ. Từ tháng 3, tháng 4 là bắt đầu là mùa bông gòn nó nở, là khách du lịch tới là từ 6 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều là bắt đầu mới hết khách, lúc nào cũng đông đúc vậy hết. Khi mà tới mùa mà bông chỗ thì gió nó bay, nó rơi rơi giống như là tuyết rơi lên, hình rất là đẹp. Cũng lướt mạng xã hội á, với lại bạn bè mình cũng giới thiệu là ở Vũng Tàu có nhiều địa điểm du lịch rất là đẹp, có thể chụp hình đăng Facebook, nên là mình cũng bạn bè mình cũng rủ và cuối tuần này thì mình thường xuống đây. Cái đường lên ngọn hải đăng này mình ấn tượng nhất là cái địa điểm hàng bông gòn á, bởi vì nó kiểu theo mùa, có những lúc nó xanh xong rồi nó chuyển sang bông gòn thì chụp hình nó rất là đẹp. Vũng Tàu không chỉ ấn tượng bởi những con đường hoa mà còn ở cả mảng xanh. Ở thành phố Vũng Tàu hiện vẫn còn nhiều con đường còn lưu giữ những hàng cây cổ thụ với tuổi đời hơn trăm năm, chủ yếu là xà cừ, liêm xẹt, mũ trôm. Cổ thụ giữa lòng thành phố không chỉ có ý nghĩa đặc biệt về giá trị cảnh quan đô thị mà còn thể hiện được cái gọi là chiều sâu lịch sử của quá trình hình thành, phát triển vùng đất này. Tạo cảnh quan đẹp cho những con đường cũng chính là điều mà thành phố Vũng Tàu luôn hướng đến trong nỗ lực xây dựng vùng đất này thành nơi đáng sống. Đi trên những con đường đẹp, đó không chỉ là sự tận hưởng thành quả, mà còn là cả một hành trình trải nghiệm thiên nhiên, trải nghiệm cuộc sống của người dân cũng như du khách mỗi dịp đến với thành phố biển Vũng Tàu.